Vâng, Tiến Mimi xin chào nhà. Chào tất cả các bác yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Thì hôm nay đây loa JBL M350 vừa về một cặp đẹp xuất sắc bác nhé. M350 các bác. Thì bộ trước thì Tiến Mimi vẫn còn một chiếc súp này, chưa bán. Còn cặp súp thì có một chị ở Thái Bình lấy một chiếc súp thôi, còn một chiếc vẫn còn lại. Và đây là một cặp loa JBL M350 MK2 là mã 1 bát 40, một chiếc kèn. Bát loại loa này thì nó Tiến Mimi cũng tháo rồi, nó cũng như là 938, 826. Nhưng mà thùng này nó lặng 50 cân một cái, hai trên là một nhựa đó này. Đó. Nghe tiếng mình biết là nó chắc chắn là. Đó quá. Đây bác ạ. Mà là thì nặng 50 cân một chiếc. Thì nó vừa về, nếu bác là có nhu cầu lấy loa JBL bát 40 một tấp kèn thì liên hệ với Tiến Mimi. Đôi loa này Tiến Mimi bán tất cả 3 chiếc luôn. Một chiếc súp này, hai chiếc full thì là Tiến Mimi bán cho các bác giá cực hấp dẫn luôn. Đó. Giá là 22 triệu là một đôi full và một chiếc súp là giá 22 triệu. Còn loa này thì chắc không phải test nữa vì chất âm nó được khẳng định rồi, cực tốt. Đó. Còn nếu bác nào muốn xem ruột gan thì là xem video là mở loa JBL M350 thì Tiến Mimi cũng tháo rồi, cả loa bát, loa chép, phân tần này Tiến Mimi tháo rồi. Súp này nó có phân tần nhé, súp là M355 nó có phân tần đấy, thì Tiến Mimi cũng tháo hết rồi. Bạn nào có nhu cầu xem đấy thì liên hệ với Tiến Mimi. Thì bây giờ nó cũng là vào tháng chạp rồi, nó bày hàng tắt điện không về được đâu. Bác nào mà có nhu cầu lấy thì là cứ alo cho Tiến. Đó, không cần vài bữa nó cũng không lấy được hàng. Vâng, nếu bác nào là có nhu cầu lấy loa JBL M350, một bộ này 3 cái, 2 full 1 súp. Bát 40 tất nhé, súp bát 40 nha bác nhé. Thì liên hệ với Tiến Mimi theo số điện thoại là 0948 388 448. Xin nhắc lại là 0948 388 448. Tiến Mimi ở Thổ Tàng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Vâng, xin chào tất cả các bác.